Dạ vâng, kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Quốc Hòa, tiến sĩ Thành cùng tất cả quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Thì cái bài đầu tiên trong cái phiên này thì tôi xin chia sẻ một vài cái điểm nhấn trong cái chẩn đoán và điều trị thuyên tắc phổi để chúng ta làm cái cơ sở để mà có những cái bài cập nhật rất là mới liên quan đến vấn đề điều trị thuyên tắc phổi. Thì có lẽ là chúng ta cùng nhìn lại về cái một chút xíu về vấn đề dịch tễ của thuyên tắc phổi. Chúng ta thấy đây là một cái thống kê cho thấy tại các nước thì cái tỷ lệ mới mắc của thuyên tắc phổi hàng năm chúng ta thấy đều gia tăng mỗi năm. Tuy nhiên nếu như chúng ta nhìn vào cái biểu đồ bên trái, chúng ta thấy biểu đồ bên trái thì chúng ta thấy rằng là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng là vui ở đây tức là cái tỷ lệ mà bệnh nhân tử vong á, cái số tử vong nó lại giảm xuống. Điều đó cho thấy rằng là trong những năm gần đây đã có những cái tiến bộ, có những cái mô hình trong vấn đề tiếp cận chẩn đoán, từ đó chúng ta điều trị có hiệu quả hơn. Mặc dù chúng ta thấy rằng là cái số lượng thì tăng nhưng mà cái tỷ lệ tử vong chúng ta thấy lại giảm. Tuy nhiên nếu nhìn lại cái thuyên tắc phổi được coi là nặng hay là thuyên tắc phổi diện rộng thì chúng ta thấy rằng là những cái biến cố sau khi chúng ta đã tiếp cận điều trị, trong đó chúng ta thấy tiếp cận cả vấn đề thay thứ máu thì các cái biến cố vẫn còn, chúng ta thấy là còn cao. Cụ thể chúng ta thấy tới năm 2023 trong những cái phân tích gộp thấy cái tỷ lệ tử vong chúng ta thấy trong bệnh viện khoảng 28,3% và tử vong 30 ngày tức là một tháng chúng ta thấy rằng là 30%. Cả ba cái biến chứng xuất huyết chúng ta thấy rằng là xuất huyết nặng trong thời gian nằm viện là khoảng 13,8% và xuất huyết nội sọ là cũng 3,6%. Điều này cho thấy rằng là khi chúng ta tiếp cận và chúng ta điều trị một cái thuyên tắc phổi nặng hay là nguy cơ cao vẫn còn là một cái thách thức làm sao chúng ta có thể giảm hơn nữa cái tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Thế như vậy đây là cách tiếp cận mà người ta đưa ra ba cái câu, có lẽ ba cái câu hỏi cơ bản để chúng ta cùng thảo luận hay cùng trả lời khi chúng ta đối diện với một bệnh nhân mà chúng ta nghi ngờ là thuyên tắc phổi. Thứ nhất là bệnh nhân này có thực sự là thuyên tắc phổi hay không? Thế như vậy để trả lời cái câu hỏi này chúng ta có nhiều cái phương tiện để chúng ta cùng đưa ra một cái kết luận. Trong đó có những cái yếu tố về lâm sàng, có các cái thang điểm để chúng ta đánh giá nguy cơ bệnh nhân bị thuyên tắc phổi hay là cái xác suất thuyên tắc phổi cao thấp hay trung bình. Cũng như chúng ta có các cái cận lâm sàng, các cái dấu ấn về mặt sinh hóa, các xét nghiệm hình ảnh để chúng ta cùng trả lời. Và chúng ta thấy từ cái câu hỏi đó chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta xác định đây là một cái thuyên tắc phổi hoặc cái khả năng thuyên tắc phổi rất cao thì theo cái khuyến cáo này chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể khởi động heparin và sau đó chúng ta thấy nếu tiến triển tốt thì chúng ta tiếp tục điều trị lâu dài cho bệnh nhân. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng phải qua một cái bước câu hỏi thứ hai là cái bệnh nhân của chúng ta sau khi đã chẩn đoán đây là thuyên tắc phổi hay nghi ngờ rất cao thì có chỉ định hay có phải là ứng viên của vấn đề tái tư máu động mạch phổi hay không, hay nói cách khác cụ thể về mặt nội khoa của chúng ta là có chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết hay không. Chúng ta thấy nếu như mà chúng ta thấy bệnh nhân có những cái yếu tố về mặt huyết động không ổn hoặc là bước đầu chúng ta xử lý ban đầu với thuốc kháng đông, hay là chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy được cái sự hình thành huyết khối mới ở trong cái gì ở trong cái động mạch phổi, hay là có rối loạn chức năng thất thải mới xuất hiện thì cái đó chúng ta thấy chúng ta có chỉ định sử dụng tiêu sợi huyết. Nếu như chúng ta thấy phục hồi thì có lẽ chúng ta quay về cái câu chuyện là thuốc kháng đông chúng ta điều trị lâu dài. Còn nếu không thì như vậy chúng ta sẽ có những cái kỹ thuật mới mà tôi nghĩ rằng là những cái bài sau rất là hấp dẫn về cái vấn đề này. Đó là điều trị chúng ta thấy rằng là qua cái ống thông hoặc chúng ta thấy là một cái option khác là chúng ta có thể phẫu thuật cấp cứu chương trình để chúng ta lấy huyết khối để chúng ta tránh những cái biến chứng đặc biệt là suy tất phải cho những bệnh nhân được chẩn đoán là thuyên tắc phổi. Và một trong những cái mô hình mà các bạn nghe gần đây đó là chúng ta thấy rằng là ta có một cái đội phản ứng nhanh trong thuyên tắc phổi chúng ta gọi là BERT. Đây. Thực sự ra chúng ta thấy rằng là hầu hết các bệnh viện tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng đã có những cái độ này. Có lẽ là chúng ta thấy là một cách chính quy hay là chưa chính quy, nhưng thường thì chúng ta cũng đã có những cái hội chẩn liên quan vấn đề này từ những bác sĩ gì ở khoa cấp cứu, nội khoa, ngoại khoa cũng như là cái đội ngũ vận chuyển. Chúng ta thấy chúng ta khởi động cái mô hình BERT này qua rất nhiều những cái gì, những cái bước từ lâm sàng đến cận lâm sàng để chúng ta phân tầng chẩn đoán phân từng nguy cơ thuyên tắc phổi, từ đó chúng ta có những cái lựa chọn điều trị cho nó phù hợp. Đơn giản nhất nguy cơ thấp vẫn là kháng đông, còn nếu không chúng ta tiêu sợi huyết hoặc điều trị qua cái ống thông hoặc là những cái phương tiện hỗ trợ về mặt cơ học như là ECMO hoặc là chúng ta thấy là Impella ở đây. Và như vậy mới câu hỏi là chúng ta
xây dựng một cái mô hình phản ứng nhanh đối với thuyên tắc phổi, nó gọi là bạc bệnh, thực sự nó có mang lại hiệu quả hay không. Thì đây cũng là một cái phân tích. Chúng ta thấy cái thời đại mà trước khi mà chúng ta có cái mô hình bạc và thời đại có mô hình bạc, thì chúng ta thấy cái tỷ lệ sống còn trong cái nhóm mà chúng ta sử dụng hay kích hoạt cái mô hình bạc nó cao hơn một cách đáng kể so với cái giai đoạn mà trước khi mà chúng ta có cái mô hình bạc này. Và thực sự chúng ta thấy cái mô hình bạc là chúng ta phối hợp đa chuyên khoa các bác sĩ với nhau. Chính vì thế khi mà chúng ta thấy chúng ta sử dụng cái mô hình bạc là cái cột màu đỏ đây, thì chúng ta nhận diện được nhiều hơn những bệnh nhân cần phải gì hỗ trợ, từ hỗ trợ không xâm lấn tới hỗ trợ xâm lấn, cũng như nhận diện được bệnh nhân gì có tụt huyết áp hay có sốc. Từ đó chúng ta có một cái chiến lược chúng ta điều trị tích cực hơn cho bệnh nhân. Và chính vì thế đây người ta nói một trong những cái nguyên nhân tại sao thuyên tắc phổi gần đây chúng ta thấy tỷ lệ tử vong giảm, có lẽ một phần là nhờ chúng ta xây dựng được cái mô hình bạc này. Vậy quay lại cái cách tiếp cận trong vấn đề chẩn đoán một trường hợp mà chúng ta nghi ngờ thuyên tắc phổi, thì ban đầu bao giờ chúng ta cũng phải phân từng cái nguy cơ là thuyên tắc phổi này có hay không có rối loạn huyết động. Để chúng ta có hai cái cách tiếp cận, chúng ta thấy nó hơi khác nhau. Đương nhiên có rối loạn huyết động thì chúng ta phải tiếp cận nhanh hơn. Thì thường cái mô hình họ yêu cầu chúng ta có một cái siêu âm tim, và thường là một cái siêu âm tim tại giường để chúng ta đánh giá chức năng thất phải. Từ đó chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể thực hiện các bước tiếp theo. Nếu như bệnh nhân không có rối loạn chức năng thất phải, có lẽ chúng ta thấy rằng là chúng ta nên tìm nguyên nhân khác. Tại lẽ lâm sàng chúng ta thấy bệnh nhân nặng rơi vào tình trạng choáng, suy thất phải mà lại không có gì, mà không có rối loạn chức năng thất phải đây, thì chúng ta tìm nguyên nhân khác. Còn nếu không chúng ta thấy rằng có, thì chúng ta có thể có điều kiện chúng ta sẽ làm một cái gì, cái CT phổi. Còn nếu như huyết động học bệnh nhân ổn định thì chúng ta thấy rằng là lâm sàng vẫn là một trong những cái phần quan trọng. Từ đó chúng ta phân tầng, nếu nguy cơ thấp hoặc trung bình thì chúng ta làm thêm dedimer. Còn nếu không chúng ta thấy rằng là nguy cơ cao hoặc dedimer dương tính thì chúng ta vẫn cần tới có sự hỗ trợ của cái CT, CTA động mạch phổi. Thì như vậy về mặt các cái xét nghiệm để chúng ta hỗ trợ trong vấn đề chẩn đoán, thực tế chúng ta thấy là trong cái tiếp cận đồng thuyên tắc phổi, ngoài vấn đề lâm sàng các thang điểm, thì chúng ta cần có cái gì? Thứ nhất đó là siêu âm tim, và khuyến khích vẫn nên có siêu âm tim tại giường tại các cái trung tâm tim mạch. Cái thứ hai là cái xét nghiệm dedimer, như vậy giá trị hiện tại nó như thế nào, và cái cuối cùng là CTA động mạch phổi, tức là CT động mạch phổi là cái bước gần như chúng ta thấy rằng là chúng ta chẩn đoán. Cái câu chuyện thực sự ra quan trọng là khi chúng ta sử dụng cái siêu âm là cái phương tiện không xâm lấn tại giường, cái dedimer chúng ta có hạn chế bớt hay giảm bớt được cái việc chúng ta làm CTA động mạch phổi quá không, quá sức, quá mức hay không? Tại vì không phải trường hợp nào chúng ta cũng cần tới. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là gần đây họ đưa ra một cái, chúng ta thấy là cái tiêu chuẩn bậc. Cái tiêu chuẩn bậc này để chúng ta gì, chúng ta có thể an tâm phần nào, chúng ta loại trừ những trường hợp mà thuyên tắc phổi nguy cơ thấp. Các bạn thấy họ đưa ra 8 cái tiêu chuẩn. Nếu như bệnh nhân này, ta sẽ là bệnh nhân của chúng ta không có rơi vào 8 cái tiêu chuẩn này, cộng với xác suất lâm sàng thấp, tức là thường chúng ta đánh giá xác suất lâm sàng dựa vào những cái thang điểm, và trong những cái mô hình này họ đánh giá là dưới 15%, thì như vậy chúng ta yên tâm là chúng ta loại trừ các loại thuyên tắc phổi. Bởi lẽ những cái kết quả nghiên cứu họ cho thấy rằng với cái đặc điểm như vậy thì chỉ dưới 2% bệnh nhân là bị thuyên tắc phổi thôi, và cái giới hạn đó người ta chấp nhận được. Và như vậy chúng ta không cần phải làm thêm gì hơn nữa cho bệnh nhân thuyên tắc phổi, đặc biệt đó là cái CT phổi cho bệnh nhân. Cái thứ hai đó là siêu âm tim. Chúng ta biết rằng là siêu âm tim bây giờ chúng ta dễ dàng tiếp cận. Thực sự ra để chẩn đoán thuyên tắc phổi hay hỗ trợ chẩn đoán thuyên phổi, thì siêu âm tim chủ yếu chúng ta đánh giá cái rối loạn chức năng cũng như áp lực của cái thất phải, và chúng ta có nhiều các cái dấu hiệu trên siêu âm tim. Ở đây ít nhất là có 8 dấu hiệu trên siêu âm tim để chúng ta cùng chẩn đoán hay là hướng tới một cái thuyên tắc phổi. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng đâu là cái dấu hiệu siêu âm tim mà chúng ta thấy rằng là nó có giá trị hay có độ nhạy, độ chuyên hay giá trị chẩn đoán dương cho chuẩn đoán âm cao. Chúng ta thấy rằng các cái dấu hiệu về siêu âm tim, nếu nhìn về cái độ nhạy, chúng ta thấy độ nhạy của siêu âm tim chúng ta thấy rằng là trong chẩn đoán rối loạn chức năng thất phải thuyên tắc phổi nó không cao. Các bạn thấy không cao. Ngay cả cái thông số chúng ta rất hay xài trên lâm sàng là TAPSI ở đây, các bạn thấy độ nhạy chỉ có 9,5% mà thôi. Trong khi đó các bạn thấy độ chuyên thì nhìn chung trong siêu âm tim thì độ chuyên nó cao hơn. Chính vì thế giá trị của siêu âm tim chúng ta thấy trong cái chẩn đoán dương á thì nó cao hơn trong chẩn đoán âm. Cái đặc biệt loại trừ các bạn thấy rằng là nó không cao, nhưng mà các bạn thấy chẩn đoán để hỗ trợ thì các bạn thấy rằng nó sẽ cao hơn. Và như vậy chúng ta thấy rằng là khoảng 25% trường hợp, những trường hợp bệnh nhân thuyên tắc phổi có rối loạn chức năng thất phải ở đây
chúng ta thấy rằng là có rối loạn chức năng trên siêu âm thôi. Còn chúng ta thấy có thể chúng ta thấy trên siêu âm tim bệnh nhân không thấy được những cái dấu hiệu này, mặc dù bệnh nhân có rối loạn chức năng thất phải hay thất phải. Chính vì chúng ta chú ý là bệnh nhân thuyên tắc phổi nguy cơ cao mà chúng ta nghi ngờ mà không thấy rối loạn chức năng thất phải thì chúng ta thấy rằng là trên siêu âm tim chúng ta có thể loại trừ nguyên nhân do thuyên tắc phổi. Chúng ta thấy chúng ta chú ý cái vấn đề này để chúng ta không bỏ sót những trường hợp của chúng ta. Và cái xét nghiệm thứ hai đó là D-dimer. D-dimer hiện tại chúng ta thấy vẫn là một trong cái xét nghiệm chúng ta chỉ định, nhưng mà tôi cảm giác trên lâm sàng bây giờ có lẽ chúng ta ít cho cái xét nghiệm này, không biết là các bệnh viện khác như thế nào, ngay cả Chợ Rẫy cũng vậy. Thực ra chúng ta thấy rằng là D-dimer nó có độ nhạy cao nhưng mà cái độ chuyên của nó thấp. Chính vì thế chúng ta thấy rằng cái khả năng tiên đoán âm của D-dimer thì nó cao. Tôi nói loại trừ, nếu như mà D-dimer ở dưới ngưỡng bình thường thì các bạn thấy rằng là nó có khả năng loại trừ thì cao. Nhưng các bạn thấy nó dương tính thì chưa chắc là bệnh nhân phải thuyên tắc phổi. Và cái điểm cut-off chúng ta nhớ là 0,5mg trên lít ở đây. Nhưng chúng ta thấy họ nhấn mạnh cái đó là chúng ta nên điều chỉnh cái cut-off, tức là cái giới hạn của D-dimer tùy thuộc vào cái tuổi của bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân trên 50 tuổi chúng ta nên điều chỉnh theo cái số tuổi nhân với 10. Ví dụ bệnh nhân 60 tuổi cut-off nó phải là 600 chứ không phải là 500 như thông thường được khuyến cáo nữa. Như vậy chúng ta thấy nó có khác gì hay không? Thực sự các bạn thấy trong cái nghiên cứu là AGISP ở đây thì họ đánh giá trên những bệnh nhân mà nguy cơ thấp hoặc nguy cơ trung bình. Nguy cơ cao các bạn thấy của tắc phổi là chúng ta bao giờ cũng phải nghĩ tới. Trung bình chúng ta thấy là 331 bệnh nhân, chúng ta thấy ở đây là chỉ có một bệnh nhân là có biến cố là thuyên tắc phổi mà thôi, nghĩa là 0,3% bệnh nhân có thuyên tắc phổi. Khi mà chúng ta điều chỉnh cái cut-off, chúng ta thấy ở đây là dưới cut-off theo tuổi và D-dimer trên hoặc bằng 500mg trên lít mà chúng ta hay lấy. Thì bình thường chúng ta trên 500 chúng ta coi là bất thường, nhưng mà điều chỉnh theo cái tuổi nữa mà dưới cái nhóm đó chúng ta chỉ có 0,3% dương tính. Thì vậy chúng ta sẽ giảm được cái nguy cơ bệnh nhân cần phải CTA. Và họ phân tích đây, các bạn thấy ở bệnh nhân từ 75 tuổi trở lên, nếu như chúng ta phối hợp lâm sàng cộng với là D-dimer theo tuổi, chúng ta giảm được cái số tỷ lệ bệnh nhân cần phải chụp CTA là bạn thấy là từ 6,4% lên 29,7%, tức là các bạn ấy gần 30% trường hợp không cần chúng ta phải làm CTA, giảm bớt đi gánh nặng cần thiết mà chúng ta phải làm CTA cho bệnh nhân nếu như chúng ta sử dụng cái con số, cái cut-off của D-dimer cho phù hợp với tuổi. Và cái cuối cùng chúng ta thấy rằng là chụp CTA động mạch phổi vẫn là một trong những cái xét nghiệm để chúng ta chẩn đoán thuyên tắc phổi nếu như trong điều kiện cho phép của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái dấu hiệu của thuyên tắc phổi. Các bạn thấy ở đây ngay cả cái cắt ngang qua động mạch phổi chúng ta thấy có hình ảnh tròn, đó là dấu hiệu polomin, tức là hình ảnh cái nhẫn đây, hoặc là cái động mạch phổi theo trục dọc, theo cách thiết nghiệm cắt dọc đây thấy có hình dây xe lửa, huyết khối nằm ở trong lòng mạch, hoặc các bạn thấy huyết khối nó bám dọc theo cái động mạch phổi rất lớn ở đây. Cái hình này hình thuốc cảm quang, đây là huyết khối ở đây, hoặc các bạn thấy hình im ngựa đây, huyết khối bám hết cái động mạch phổi chỗ này. Hoặc là những cái nhánh nhỏ chỗ này, tức là trên CT chúng ta có thể xác định xin có hay báo, không có huyết khối trong động mạch phổi. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng là trong thuyên tắc phổi chúng ta có độ nhạy và độ chuyên biệt cao hơn. Chính vì thế chúng ta thấy rằng là điều này giúp cho chúng ta để chẩn đoán cái thuyên tắc phổi của chúng ta. Và đây là cái khuyến cáo để chúng ta có thể sử dụng cái thuyên tắc CT phổi cho nó phù hợp. Và cái cuối cùng chúng ta tiếp cận trong vấn đề điều trị. Chúng ta thấy khi điều trị chúng ta vẫn phải phân từng cái nguy cơ bệnh nhân thấp, trung bình và cao để chúng ta có một cái chiến lược điều trị cho nó phù hợp. Thì trong cái chiến lược chúng ta thấy bệnh nhân nguy cơ cao thì điều trị thái tư máu và có những cái biện pháp hỗ trợ tuần hoàn vẫn là một trong những cái phần quan trọng. Là chúng ta thấy còn nguy cơ thấp thì chúng ta có thể cho bệnh nhân xuất viện sớm và điều trị tại nhà. Như vậy tiêu sổ huyết vẫn là một trong, về mặt nội khoa là một trong những cái bước chúng ta cần phải đánh giá tới. Bên cạnh chúng ta thấy là tiêu sổ huyết qua ống thông hay là phẫu thuật huyết khối thì cái bài sau tôi nghĩ rằng họ sẽ nói lại cái phần này. Và ở đây tôi chỉ nhấn mạnh một vấn đề là chúng ta thấy rằng cái lợi ích lớn nhất của tiêu sổ huyết trung tâm phổi là trong vòng 48 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng. Tuy nhiên các bạn thấy trong vòng 2 tuần chúng ta vẫn có chỉ định. Thì như vậy chúng ta thấy chúng ta cũng không lăn tăn gì nhiều lắm. Bệnh nhân vốn tăng ngày thứ 2, ngày thứ 3. Nếu như còn chỉ định thì chúng ta vẫn có thể chỉ định cái thuyên tắc phổi cho bệnh nhân. Tuy nhiên chúng ta thấy về cái mức độ khuyến cáo thuyên tắc tiêu sổ huyết toàn thân thì nó thay đổi tùy theo khuyến cáo. Châu Âu thì chúng ta thấy là class 1B. Và chúng ta thấy rằng là thực sự ra cái mức độ khuyến cáo của nó, chúng ta thấy của CHEST là mức độ khuyến cáo thì mặc dù chứng cứ là thấp khi mà chúng ta sử dụng tiêu sổ huyết toàn thân cho bệnh nhân. Và một trong cái quan trọng là chúng ta phải theo dõi sát bệnh nhân và nếu bệnh nhân có thể tiến triển, chúng ta thấy để chúng ta có thể lên thang hay xuống thang điều trị với thuốc tiêu sổ huyết của chúng ta. Thì đây là cái phác đồ chúng ta sử dụng tiêu sổ huyết
chính thống vẫn là 100mg truyền tĩnh mạch trong vòng 2 giờ của chúng ta. Tuy nhiên, trong những trường hợp nguy cơ trung bình là chúng ta có thể là sử dụng cái liều thấp, tức là 50mg chúng ta truyền trong vòng 2 giờ. Còn nếu như bệnh nhân ngưng tim thì chúng ta có thể truyền nhanh hơn 50mg trong vòng 2 phút. Thì cái này chúng ta thấy nghiên cứu vẫn có lợi hơn khi mà chúng ta sử dụng cho bệnh nhân này. Đây là cái chỉ định là như vậy. Thì đây là thất bại với tiêu sổ huyết. Thì đây là những cái tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán thất bại với tiêu sổ huyết ở đây. Và khi thất bại với tiêu sổ huyết, chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có cái chỉ định là có thể lấy huyết khối qua can thiệp ống thông. Thì chúng ta sẽ nghe cái bài sau để chúng ta điều trị. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng là sau khi tiêu sổ huyết thì kháng đông vẫn là quan trọng. Và kháng đông họ vẫn khuyến khích chúng ta sử dụng kháng đông đường uống, không phải kháng vitamin K nhiều hơn là vitamin K. Và bởi lẽ chúng ta thấy so với kháng vitamin K thì kháng đông đường uống chúng ta thấy hiệu quả nó tương tự và cái nguy cơ bệnh nhân chảy máu thì thấp hơn. Và trong đó rivaroxaban các bạn thấy rằng nó làm biến mất huyết khối hoàn toàn 44%, cũng như là một phần là 45%. Thì đây cũng là một cái lợi thế khi chúng ta sử dụng NOAC đối với rivaroxaban trên bệnh nhân. Thì tóm lại thì đối với thuyên tắc phổi, thực sự ra trong vấn đề những cái điểm mới, chúng ta thấy rằng là trong vấn đề chẩn đoán họ cũng cập nhật lại một vài cái xét nghiệm. Tuy nhiên trong vấn đề điều trị chúng ta cần cân nhắc, chúng ta thấy rằng là cái tiêu sổ huyết trong vấn đề xử lý những bệnh nhân thuyên tắc phổi có rối loạn huyết động hoặc ngưng tim và nguy cơ trung bình ở đây, càng ngày người ta cần cân nhắc tới cái vấn đề chúng ta dùng tiêu sổ huyết liều thấp. Bên cạnh chúng ta thấy rằng có thể một cái option khác là chúng ta can thiệp qua ống thông. Và sau cái giai đoạn tiêu sổ huyết thì kháng đông đường uống, trong đó NOAC vẫn là cái thuốc chúng ta được lựa chọn. Thời gian chúng ta thấy có thể từ 3 đến 6 tháng hoặc dài hơn tùy thuộc vào cái cơ tái phát của bệnh nhân. Thì đó là một vài cái thông tin xin chia sẻ với quý đồng nghiệp liên quan đến bài thuyên tắc phổi. Và xin chân thành cảm ơn sự chú ý của quý thầy cô và quý đồng nghiệp.